Kính thưa quý vị, sáng 26 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và làm việc với công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị nghiên cứu sản xuất vaccine Nanocovax phòng chống COVID-19. Trong suốt thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt quan tâm thúc đẩy các hoạt động chuyển giao, nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng COVID-19 trong nước. Thủ tướng đã làm việc với các nhà khoa học, các đơn vị doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19, làm việc tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và công ty Va Biotech. Thủ tướng nhấn mạnh, chiến lược vaccine của Việt Nam bao gồm việc mua vaccine nhiều nhất, nhanh nhất có thể, đẩy nhanh chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và tổ chức tiêm vaccine thần tốc, hiệu quả nhất. Trong đó, quan trọng nhất là làm sao có được vaccine. Vaccine Nanocovax hiện đã thử nghiệm lâm sàng ở bước thứ 3. Thủ tướng khẳng định rằng, về nguyên tắc, phải đảm bảo đúng quy trình, theo quy định của thế giới cũng như Việt Nam, vì việc này liên quan đến tính mạng, sức khỏe của con người. Thủ tướng yêu cầu phải tuân thủ quy trình chặt chẽ, an toàn, khoa học, có hiệu quả, nhưng cũng cần có chi phí cạnh tranh, chấp nhận được, rồi từ đó được nhân dân ủng hộ. Kính thưa quý vị, dư luận đang rất quan tâm và mong muốn làm sao để vaccine Made in Việt Nam đầu tiên, vaccine Nanocovax sẽ có thể được hoàn thiện trong thời gian sớm nhất và đảm bảo hiệu quả, phục vụ cho công tác chống dịch. Trong chuyên mục nhận định kỳ này liên quan đến việc sản xuất vaccine, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc chương trình nghiên cứu di truyền dịch tễ học và loãng xương thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Gavan, Australia. Ông hiện là giáo sư y khoa của Đại học New South Wales, giáo sư của Đại học Công nghệ Sydney và là giáo sư kiêm nhiệm dịch tễ học thống kê thuộc Đại học Notre Dame. Kính thưa giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, là một chuyên gia về dịch tễ học, xin ông cho biết tầm quan trọng của cả ba giai đoạn thử nghiệm, đặc biệt là giai đoạn thứ ba trong việc sản xuất vaccine. Là nghiên cứu và phát triển vaccine là nó đòi hỏi một cái thời gian tương đối dài. Và có khi nó cũng rất là trong trên, trong gai. Bất cứ vaccine nào cũng vậy. Không phải là vaccine mà bất cứ cái loại thuốc nào cũng vậy. Là nó đều phải trải qua các cái giai đoạn nghiên cứu là từ nghiên cứu cơ bản. Ý tôi muốn nói là nghiên cứu cơ bản ở đây là nghiên cứu trên các cái dòng tế bào. Rồi đến nghiên cứu trên động vật. Rồi đến nghiên cứu trên người. Mà nghiên cứu trên người thì nó đòi hỏi phải qua 3 giai đoạn, thực ra là 4 nhưng mà tạm gọi là 3 giai đoạn đi. Thì cái giai đoạn 1 với giai đoạn 2 là những cái thử nghiệm lâm sàng để mà mình đánh giá được cái mức độ an toàn, chủ yếu là mức độ an toàn của vaccine. Cho đến cái giai đoạn 3, tức là thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 là để đánh giá cái hiệu quả, tiếng Anh nó gọi là efficacy đó, hiệu quả. Và cả tính an toàn nữa, và cả tính an toàn của vaccine. Thành ra là nếu mình tính ra nó tới 5 giai đoạn, chứ không phải là 3. Nhưng mà cái khổ nó là như vậy, là có khi vaccine là khi mà mình làm những nghiên cứu ở giai đoạn 1, giai đoạn 2, tôi thì không có làm những nghiên cứu này, nhưng mà vì tôi có dính dáng là như là một cái người chuyên gia tư vấn tư vấn về thiết kế nghiên cứu cho các cái tập đoàn dược, thành ra mình cũng biết một chút chút để mình chia sẻ. Thì có khi là vaccine mà nó rất là chuyển vọng trong giai đoạn 1, giai đoạn 2. Rất là chuyển vọng trong nghiên cứu trên khỉ chẳng hạn, con số nghiên cứu trên khỉ. Nhưng mà khi mà mình triển khai trên người á, thì nó lại thất bại. Tôi nói ví dụ tiêu biểu nhất là cái nghiên cứu vaccine ở Đại học Queensland mà ở Úc á, gần đây là một ví dụ. Thì đầu đến khoảng tháng 8 năm ngoái thì cái kết quả mà nghiên cứu trên các cái dòng tế bào với mà trên động vật á, thì nó rất là tuyệt vời, rất là hay. Nó là Úc lúc đó rất là hy vọng là cái vaccine này nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều, mình không phải lệ thuộc vào các vaccine ở nước ngoài. Thế nhưng mà khi mà triển khai đến giai đoạn 2 á, là coi như nó thất bại, là bởi vì người ta phát hiện ra là nó có lẽ làm cho các cái xét nghiệm liên quan đến bệnh SIDA ở Việt Nam, gọi SIDA này gọi là AIDS và HIV là trở nên khó khăn. Thành ra là cuối cùng thì một cái công trình nghiên cứu tốn rất nhiều triệu đô la là phải ngưng lại. Rồi cái đó chưa xong, lại có những cái kết quả nghiên cứu ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 trên 10 á là nó cũng rất là hay. Nhưng mà đến khi mà triển khai đến giai đoạn 3 thì lại thất bại. Thì cái đó tôi cũng có một cái ví dụ để nói, nhưng mà tạm thời tôi không có nói, là bởi vì
nó nằm trong cái dòng gọi là tranh cãi hiện nay ở trong cái nhóm nghiên cứu. Nhưng mà nói như vậy để cho thấy rằng là cái quá trình nghiên cứu vaccine từ nghiên cứu cơ bản cho đến triển khai trên người là nó rất là nhiêu khê. Nếu mà mình hên thì mọi chuyện đều xong xuôi chỉ trong vòng khoảng chừng 2 năm thôi. Nhưng mà nếu mà mình không hên thì cái thời gian nó đòi lâu hơn. Nanogen đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng về việc xin cấp phép khẩn cho vaccine Nanocovax, nhưng về phía Bộ Y tế cho rằng đề xuất ấy có phần hơi vội vã và Bộ Y tế chưa thể đáp ứng. Nhiều ý kiến cho rằng trên thế giới việc cấp phép khẩn là chuyện bình thường. Vậy thưa giáo sư, chúng ta cần hiểu vấn đề cấp phép khẩn đối với vaccine và quan điểm của giáo sư xung quanh câu chuyện Nanocovax xin cấp phép khẩn như thế nào ạ? Và tôi thì thú thật là nghiêng về cái quan điểm của Bộ Y tế hơn. Đúng là ở Mỹ là FDA là chưa có chính thức phê chuẩn bất cứ vaccine nào. Chính thức là chưa phê chuẩn bất cứ vaccine nào cả. Nhưng mà họ chỉ phê chuẩn cho sử dụng trong tình trạng khẩn cấp. Trong người khẩn cấp là đó là những vaccine như là Moderna, rồi Pfizer, rồi gần đây nhất là Johnson Johnson và Janssen đó, là ba loại vaccine được FDA phê chuẩn. Nhưng cái điều nó khác là như vậy, là FDA họ chỉ phê chuẩn những cái vaccine đó trong trường hợp khẩn cấp sau khi họ đã nhìn thấy dữ liệu ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Họ đã nhìn thấy dữ liệu đó rồi họ mới phê chuẩn, chứ không phải là chưa có dữ liệu gì mà họ phê chuẩn, không phải vậy đâu. Rồi ngay cả bên Ấn Độ cũng vậy. Ấn Độ thì nó có một cái tình trạng nó hơi hơi khác một chút, là Ấn Độ là một nước gọi là tương đối có kinh nghiệm giàu về việc sản xuất vaccine. Cái công ty mà sản xuất vaccine mà được Ấn Độ phê chuẩn cho làm là người ta đã sản xuất ra 16 loại vaccine khác nhau và họ đã xuất khẩu trên 123 nước trên thế giới trong vòng 25 năm qua. Tức là họ đã có kinh nghiệm nhiều rồi và họ đã làm những cái nghiên cứu về vaccine COVID-19 trên trên động vật, trên 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 khỉ theo như tôi biết á, thì cái kết quả nó cũng đã tốt và giai đoạn 1, giai đoạn 2 cái số liệu nó cũng tốt. Thành ra là Ấn Độ mới phê chuẩn cho sử dụng trong tình huống khẩn cấp nhưng mà có điều kiện. Nếu mà mình đọc kỹ cái văn bản phê chuẩn, họ nói rằng tôi cho anh sử dụng trên những bệnh nhân nhưng anh phải theo dõi những bệnh nhân này y như là anh theo dõi họ trong các cái thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, chứ không phải là cho sử dụng đại trà như mình nghĩ đâu, không phải vậy đâu. Thành ra là cái ý tôi muốn nói rằng tất cả những cái trường hợp đó họ phê chuẩn cho sử dụng đó là đều có điều kiện đằng sau cả, và cái điều kiện quan trọng nhất là phải có dữ liệu công bố để cho người ta thấy. Còn trong trường hợp ở Việt Nam như theo như tôi biết á, và trong thực tế thì tôi cũng đã xem qua cái thư viện mà y khoa toàn cầu á, y viện gọi là PubMed á, rồi tất cả các nhà báo hay là chứ không phải chỉ những người làm nghiên cứu cho tôi mới truy cập được đâu, nhà báo cũng truy cập được, thì chưa có bất cứ một cái kết quả nghiên cứu nào về cái vaccine mà mình gọi là Nanocovax được công bố cả, không có công bố nào cả. Thành ra là có thể vaccine có hiệu quả, cũng có thể vaccine gọi là không hiệu quả mình không biết, bởi vì mình không có nhìn thấy cái dữ liệu về hiệu quả, mình cũng chưa thấy cái mức độ an toàn của vaccine ra làm sao. Tất cả những cái thông tin đó thì chỉ được công bố trên các cái cơ sở truyền thông gọi là phổ thông thôi. Thành ra mà cái phổ thông thì nó chưa qua cái bình duyệt của giới khoa học, nó rất là khó nói. Thành ra là tôi nghĩ rằng đó là Bộ Y tế người ta cũng có cái lý do của họ. Lý do là vì họ phải chịu trách nhiệm trước công chúng, trước chín mấy triệu dân về việc an toàn của vaccine. Nên nếu mà chuyện gì mà nó xảy ra mà gọi là không có tốt thì là họ lãnh đủ sao? Thành ra là đương nhiên, nếu là tôi là họ thì tôi cũng phải đòi hỏi có cái chứng cứ khoa học rõ ràng trước khi mình phê chuẩn. Và phê chuẩn thuốc hay vaccine á, là nếu mà không có chứng cứ thì nó nguy hiểm lắm. Là sáng nay tôi cũng xin nói thêm một 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 cái sự mà vội vã về phê chuẩn á, là nó xảy ra năm ngoái. Là năm ngoái thì có một nhóm nghiên cứu rất là nổi tiếng bên Pháp, chuyên nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm rồi mấy chục năm nay, rất là nổi tiếng. Họ làm một cái nghiên cứu rất là nhỏ, tức là chỉ vài chục bệnh nhân thôi, thì họ cho thấy rằng cái loại thuốc mà hydroxychloroquine thì đó là loại thuốc mà chống sốt rét đó, trước đây á,
là họ nói rằng có thể dùng cho bệnh nhân COVID-19 và họ cũng có những dữ liệu gọi là rất là ok. Nhưng mà ngay sau đó nhiều người á, người ta xem xét lại cái dữ liệu, trong đó có tôi nữa, tôi cũng có phân tích lại cái dữ liệu, tôi thấy hình như là họ làm sai. Tôi cũng có viết một cái bình luận trên cái tạp san đó, và không phải chỉ tôi, 20 mấy người khác trên thế giới cũng viết những cái bài bình luận chỉ ra những cái sai sót đó. Rồi sau này có một nghiên cứu lớn hơn nhiều, vài ngàn bệnh nhân, cho thấy rằng cái loại thuốc đó hoàn toàn không có hiệu quả gì cả. Thế nhưng mà lúc đó thì là đã có gọi là không biết bao nhiêu, gọi là mấy chục ngàn bệnh nhân, thậm chí cả cả trăm ngàn bệnh nhân đã sử dụng loại thuốc đó rồi. Do đó là về hiện nay này, bây giờ người ta đặt câu hỏi là bao nhiêu bệnh nhân đã chết vì cái quyết định vội vã đó. Đấy, thành ra là không phải chỉ cần, không phải chỉ dựa trên một số các cái dữ liệu mà rất là nhỏ mà mình gọi là quyết định được đâu, không được. Thành ra là tôi nghĩ rằng là tôi đồng ý với quan điểm của Bộ Y tế trong trường hợp này. Thưa giáo sư, trong giai đoạn 3, Nanogen đã chọn mẫu là 13.000 tình nguyện viên để tiêm thí nghiệm. Ở góc độ thống kê dịch tễ học, việc chọn con số làm mẫu đại diện quan trọng như thế nào đối với việc đánh giá độ an toàn và hiệu quả của vaccine? Và giáo sư có thể khuyến nghị như thế nào với việc chọn 13.000 người làm mẫu thí nghiệm giai đoạn 3 không ạ? Cái câu hỏi này tôi lại thấy hay. Theo như cái thông tin mà nhà sản xuất đây tức là Nanogen đó, họ đăng ký trên cái trang gọi là clinicaltrial.gov đó bên Mỹ á, thì tất cả những cái thử nghiệm lâm sàng trên thế giới đều phải đăng ký trên cái trang đó. Thì theo cái thông tin mà nhà sản xuất đăng ký á, thì họ sẽ tuyển chọn 13.000 tình nguyện viên. Và 13.000 người là được chia theo cái tỷ số gọi là 1:2. Ý nói rằng là cứ một người được tiêm vaccine thật á, thì hai người sẽ được tiêm vaccine giả, tức là giả dược đó mà. Nói vaccine giả này nghe nó hơi kỳ chút, nhưng mà sự thật là giả dược. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình có khoảng chừng 4.300 người là sẽ được tiêm vaccine thật, còn lại á, là được tiêm giả dược. Thì cái cách thiết kế đó theo tôi thấy thì tôi đương nhiên là nhà sản xuất người ta cũng có lý do của người ta, nhưng mà nhìn với cái nhìn của cái người mà từng làm thiết kế nghiên cứu ICT như tôi á, thì tôi nghĩ rằng đó là nếu mà tôi làm thì tôi sẽ làm khác. Thay vì tỷ số là 1:2, tôi sẽ chia 1:1, là bởi vì bất cứ cái nghiên cứu, bất cứ cái thử nghiệm lâm sàng nào mà mình chia nhóm một cách cân đối thì lúc nào cái dung lượng thông tin mà nó cho cũng đáng tin cậy hơn là 1:2. Thành ra là đó đó là cái ý kiến đầu tiên mà tôi muốn nói. Cái thứ hai nữa là theo cái thông tin mà nhà sản xuất mà đăng ký trên cái trang Clinical Trials á, thì hiệu quả của vaccine là sẽ được đánh giá sau 14 ngày, tức là 14 ngày sau khi tiêm 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 liều thứ hai. Và cái thời gian theo dõi á, là có thể kéo dài tối đa là 1 năm. Thì theo như tôi nghĩ á, thì cái thời gian như vậy là rất hợp lý. Và các cái tiêu chí lâm sàng á, thì nó lại có một vấn đề khác, là theo tôi nghĩ là nó có vẻ nó hơi đơn giản so với các loại vaccine như của AstraZeneca hay là của Pfizer. Nhưng mà cái câu hỏi anh hồi nãy có một cái đoạn anh hỏi á, là cái tiêu chuẩn mà mình chọn vào và cái tiêu chuẩn mình loại trừ á, bệnh nhân á, là có ảnh hưởng đến kết quả hay không? Yes, đương nhiên là cái tiêu chuẩn chọn rất là có ảnh hưởng đến cái kết quả. Mình có thể thiết kế một nghiên cứu cho ra cái kết quả như mình muốn. Trong thực tế là mình có thể làm được cái chuyện đó bằng cách gọi là mình giới hạn những cái người bệnh nhân mà mình nghĩ rằng là họ sẽ đáp ứng, hoặc là mình loại bỏ những bệnh nhân là họ sẽ không đáp ứng. Mình có thể thiết kế như vậy. Đó chính là lý do mà tại sao mà các cái công trình nghiên cứu mà thử nghiệm lâm sàng của nhóm Pfizer hay là AstraZeneca hay là Moderna đó, là họ có tất cả là 20 cho tới 30 các cái tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân. 20 đến 30. Còn cái tiêu chuẩn mà nhà sản xuất ở Việt Nam mà đăng ký trên đó thì nó ít hơn nhiều, chỉ có 4 5 tiêu chuẩn thôi. Điều đó có nghĩa là cái cách mà chúng ta chọn, cái cách mà ở bên Việt Nam, cái nhà sản xuất bên Việt Nam chọn á, là cái đối tượng mà nghiên cứu nó rất là bao quát. Còn cái đối tượng mà nghiên cứu mà của các cái nhóm khác nó chọn là họ họ rất là tập trung vô
các cái đối tượng mà họ nghĩ rằng là vaccine nó sẽ có công hiệu cao. Đấy, thành ra là yes, cái câu trả lời là có, nhưng có ảnh hưởng chứ không phải không. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì cái cách thiết kế mà 13.000 người nó cũng 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 có vấn đề. Theo như tôi nghĩ là bởi vì có lẽ tôi là người đầu tiên nêu về con số mà 13.000 người đến từ đâu. Cái lý do mà nó làm cho tôi ngạc nhiên là bởi vì tất cả các nghiên cứu về hiệu quả của vaccine trước đây là Pfizer rồi Moderna rồi AstraZeneca rồi nghiên cứu bên Nga rồi nghiên cứu bên Trung Quốc, tất cả các cái nghiên cứu đó đều có cái số lượng tình nguyện viên cao hơn 23.000 người. Cái nghiên cứu mà thấp nhất là 23.000 người, cái nghiên cứu mà nhiều nhất là 47.000 người. Như vậy thì cái con số 13.000 người đến từ đâu? Thì cho đến nay thì tôi vẫn vẫn không biết nó đến từ đâu. Nhưng mà khi mà tôi tính toán lại dựa vào các cái dữ liệu lâm sàng mà người ta đã công bố trên các tạp san mỹ khoa trước đây á, thì tôi nghĩ là mình cần phải có ít nhất là 23 cho đến 27 ngàn người. Theo như cái tình huống ở Việt Nam thì cái kết quả nó mới đáng thuyết phục. Vâng thưa ông, sau khi tiêm hàng chục ngàn người trong giai đoạn 3 thì hiệu quả của vaccine sẽ được đánh giá như thế nào, theo mô hình nào ạ? Cái tiêu chí lâm sàng mà để đánh giá một cái vaccine nó có hiệu quả hay không đó, là dựa trên cái tỷ lệ mà người bị nhiễm sau khi tiêm vaccine ở cái nhóm mà được tiêm vaccine thật và so sánh với cái nhóm mà được tiêm giả dược. Tức là nếu với tỷ lệ nó khác nhau thì là coi như là đó là một cái tín hiệu cho thấy rằng vaccine có hiệu quả hay không có hiệu quả. Thì hiện nay á, là theo theo những cái thông tin mà nhà sản xuất mà đăng ký trên cái trang mà clinicaltrials.gov thì cái cách mà họ xác định là ai bị nhiễm hay ai không bị nhiễm là dựa trên phân tích mà PCR. Thì tôi nghĩ rằng đó là cách làm rất là đúng thôi, rất là đúng, nhưng mà không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra là trong số mà những người mà được tiêm vaccine theo như cái kế hoạch đề ra thì khoảng chừng 4.300 người sẽ được tiêm vaccine thật. Trong số đó bao nhiêu người sẽ bị nhiễm? Thì cái con số theo như tôi biết ở các nếu mà mình xem các cái kết quả nghiên cứu trước đây á thì cái số người mà bị nhiễm là cứ 1.000 người á thì có khoảng chừng 9 đến 10 người bị nhiễm. 1.000 người á, có 9 đến 10 bị nhiễm. Thành ra là nếu mà mình tiêm trên 4.000 người thì coi như là cái số nhiễm mình kỳ vọng là có thể chỉ 40 người thôi. Chỉ 40 người. Nhưng mà nó nhớ rằng á, là cái con số mà tôi nói rằng đó là 10 trên 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 1.000 người bị nhiễm là số bên Tây. Bên các nước như là Mỹ rồi Anh rồi mấy cái nước mà gọi là có cái số mà nhiễm nó cao hơn mình, cao hơn Việt Nam mình. Việt Nam mình á, mặc dù là báo chí mấy anh là nói rằng là tình hình nó rất là phức tạp rồi này nọ, nhưng mà trong thực tế thì cái số nhiễm Việt Nam mình nó ít hơn. Điều đó nó nói là như vậy, có nghĩa là cái số mà ca nhiễm mà sau khi được tiêm vaccine trong cái thử nghiệm này á, tôi nghĩ là nó có thể thấp hơn con số 40. Mà nếu mà cái số mà ca nhiễm mà nó ít quá như vậy á thì nó sẽ làm cho cái kết quả của mình đó là nó không có ổn định. Nhưng mà nếu mà mình làm trên chẳng hạn như nếu mình làm nghiên cứu trên 10.000 người, 10.000 người được tiêm vaccine và 10.000 người không được tiêm vaccine ví dụ như vậy, hay là 15.000 người thì cái số ca nhiễm nó sẽ cao hơn. Và khi mà số ca nhiễm nó cao hơn thì kết quả mình đương nhiên là quy luật thống kê mà cái con số càng nhiều thì coi như là số liệu nó đáng tin cậy hơn. Thành ra là nó quay lại cái con số mà gọi là 13.000 nữa. Nếu mà trong thực tế mà mình cần đến 27.000 người, ok bây giờ nó 25.000 người đi, nó 25.000 người nhưng mà mình chỉ làm trên 13.000 người thì có nghĩa là cái kết quả nghiên cứu của mình là sẽ khó thuyết phục người ta và sẽ không có cái độ tin cậy cao như các nghiên cứu khác. Nên đây là vấn đề rất là quan trọng. Có ý kiến cho rằng các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện nay trên thế giới, bao gồm Pfizer của Mỹ, AstraZeneca của Anh, đều được sản xuất và đưa vào sử dụng rất sớm so với các loại vaccine khác.
Nhiều chuyên gia y tế thế giới có giải thích rằng vì tính cấp bách, thủ tục được tinh giảm hoặc các hãng dược được phép thí nghiệm các giai đoạn chồng lên nhau, tức là giai đoạn 1 chưa hoàn tất thì có thể tiến hành giai đoạn 2 nếu đảm bảo một số yêu cầu tối thiểu về an toàn và hiệu quả. Có người gọi đó là khoa học cần làm việc nhanh hơn trong trường hợp khẩn cấp. Quan điểm của ông như thế nào về lo lắng sản xuất vaccine nhanh thì tính an toàn sẽ không đảm bảo, nhất là khi có người nhấn mạnh rằng đã có hàng chục người trên thế giới chết sau khi tiêm vaccine ạ? Ở đây chắc có lẽ là có một số hiểu lầm hay là nó chưa đủ thông tin hay làm sao á, thành ra người ta mới nói rằng đó là những cái vaccine như của Pfizer hay là AstraZeneca hay là Moderna được sản xuất trong một thời gian được nghiên cứu và sản xuất trong một thời gian quá ngắn. Không phải như vậy đâu. Tất cả những cái vaccine này, những cái nghiên cứu cơ bản á, những cái nghiên cứu cơ bản của họ á, người ta đã làm trước đó 5 năm, thậm chí 10 năm. Ví dụ như vaccine của Pfizer là thoạt đầu á, là người ta dùng cái ý tưởng trong các nghiên cứu ung thư. Và họ đã làm những nghiên cứu này á, là 10 năm trước đây rồi. Tức là cái nền tảng nghiên cứu cơ bản của họ đã có 10 năm rồi. Thành ra là bây giờ đến khi mà đại dịch xảy ra thì người ta chỉ dùng những cái kiến thức từ cái khoa học cơ bản đó để mà phát triển vaccine như thế này. Và họ làm rất là nhanh. Là lý do là bởi vì họ có cái nền tảng, là họ có cái khoa học cơ bản đằng sau. Chứ không phải là tự nhiên cái là họ gọi là scan ra rồi họ thấy úp rồi như là mình có một cái mục tiêu để mà gọi là không phải vậy đâu, đã nó có lâu lắm rồi. Ngay cả vaccine của AstraZeneca cũng vậy, tức là cái công nghệ đó là người ta đã làm cách đây lâu lắm rồi, hơn 10 năm nữa chứ không phải mới đây. Thành ra là không có cái chuyện mà khoa học phải làm nhanh mà trong tình huống mà nhanh như vậy đâu, không phải đâu. Chúng ta có thể phê chuẩn nhanh. Yes, cái đó thì được, nhưng mà khoa học làm nhanh không có được. Về con số tử vong đó, thì tôi cũng theo dõi tình hình ở trong nước và tình hình ở nước ngoài, thì tôi biết, tôi hiểu là đồng hương mình, là tôi có bà con mình vẫn còn ở trong nước quan tâm đến chuyện tử vong là đúng thôi, nhưng mà tôi muốn thuyết phục mọi người rằng đó là vaccine mà đang được sử dụng hiện nay rất là an toàn. Tại sao tôi nói như vậy? Bây giờ mình sẽ coi con số tử vong nè. Ở Hungary ha, sau khi mà họ tiêm vaccine đâu khoảng chừng hình như là 1,8 triệu người, 1,8 triệu người, và họ đã quan sát được là 273 người chết sau khi được tiêm vaccine. Thì khi mà báo chí Hungary mà công bố đó thì mọi người đều mất hồn, sao vaccine nhiều, sao chết nhiều quá vậy? Nhưng mà đáng lý ra người ta phải hỏi câu hỏi trước đó, tức là trước khi mà tiêm vaccine á, con số chết là bao nhiêu? 2.000 người mỗi tuần. Tức là trước khi mà tiêm vaccine á, cái số mà tử vong á, là 2.000 người mỗi tuần. Thì cái con số mà 273 người chết sau khi tiêm vaccine nó không phải là con số lớn. Đương nhiên đó là 273 cái đám tang và 273 nỗi buồn, mình không thể nào nói một cái chuyện mà gọi là đơn giản được. Nhưng mà nếu mà mình so với cái thời gian mà không tiêm vaccine trước đây á, thì mình phải khách quan mà nói rằng là vaccine rất là an toàn. Trong thực tế á, là có rất nhiều dữ liệu từ các nước như là Thụy Điển nè và Do Thái. Đó là những nước mà gọi là tiêm vaccine là nhiều nhất. Thì họ cho thấy rằng là sau khi tiêm vaccine là cái tỷ lệ tử vong ở những người cao tuổi á, nó thấp hơn ở những người không tiêm vaccine. Thành ra là mình có thể nói rằng là tiêm vaccine nó an toàn và thậm chí nó có thể kéo dài tuổi thọ, chứ nó không có làm tăng nguy cơ tử vong. Nếu mà mình chỉ nhìn vào cái con số tử vong sau khi người ta tiêm vaccine nó không có đủ. Mình phải nhìn vào con số tử vong ở những người không tiêm vaccine nữa, thì lúc đó mình mới thấy rằng cái lợi ích của tiêm vaccine. Thưa giáo sư, chuyển sang vấn đề chống dịch tại Việt Nam, rõ ràng là sau một thời gian khá dài kiểm soát dịch rất tốt, thì làn sóng COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam đã và đang gây ra nhiều thách thức, nhất là liên quan đến công tác cách ly phong tỏa. Đáng chú ý, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, nói tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch của thành phố hôm 25 tháng 6 rằng
Bên cạnh phương án truy vết, khoanh vùng nhanh nhất như hiện nay, có thể chúng ta cần tính tới phương án sống chung với lũ. Nghĩa là chúng ta chỉ truy tìm những con rắn độc thay vì đi tìm những con rắn nước. Được biết, ở một số nước, người dân cũng đã chấp nhận sống chung với dịch. Và để theo đuổi mục tiêu này, thì theo giáo sư, Việt Nam nên lưu ý các giải pháp nào ạ? Mục tiêu mà tối hậu trong cái việc mà chống dịch hay là kiểm soát dịch đó, là tạo ra một cái cộng đồng miễn dịch, hay là hình như là tiếng Việt mà có chữ là miễn dịch cộng đồng, đúng rồi, miễn dịch cộng đồng. Thì có hai cách để mà tạo ra miễn dịch cộng đồng. Thì cách thứ nhất đó, là để cho một số lớn là bị nhiễm để mà tạo ra là kháng thể. Thì cái cách đó là không ai khuyến cáo ngay từ những cái tháng đầu tiên mà năm ngoái, khi mà bên Anh nó bị thì cũng có một cái ông giáo sư về dịch tễ học mà tôi quen rất là thân ông cũng nói về cái chuyện đó, nhưng mà đương nhiên là sau đó thì cái ý tưởng đó nó không có đúng, nó không phải không đúng nhưng mà ý tưởng nó không thực tế. Cách thứ hai là vaccine. Thành ra là vaccine cũng là một cái cách để mà mình tạo ra miễn dịch cộng đồng. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra là mình phải tiêm cho bao nhiêu người trong cộng đồng. Ở Việt Nam thì tôi biết rằng một số đồng nghiệp của tôi là nói cái con số là 70%. Nhưng mà nó không đơn giản như vậy. Bởi vì cái tỷ lệ số người cần tiêm vaccine trong cộng đồng nó phụ thuộc vào hai cái chỉ số. Cái thứ nhất là hiệu quả của vaccine. Hiệu quả càng cao thì cái tỷ lệ mà mình tiêm nó càng thấp. Cái thứ hai là nó phụ thuộc vào cái chỉ số mà dịch tễ học, nó gọi là chỉ số mà là tái sản sinh. Tiếng Anh nó gọi là reproduction ratio. Chỉ số mà tái sản sinh mà ví dụ như 2 á, có nghĩa là một người lây cho 2 người rồi 2 người lây cho 4 người. Thì cái chỉ số mà tái sản sinh á, nó càng cao á, thì đương nhiên á, là cái số người mà cần phải tiêm nó cũng càng cao. Thành ra nó tùy thuộc vào hai cái chỉ số. Mà cái này nó rất là quan trọng. Hiện nay á, thì mình biết rằng á, là cái hiệu quả của vaccine theo như những cái mà kết quả công bố trên thế giới á, là tính trung bình là khoảng chừng 80%. Cái chỉ số mà tái sản sinh á, trung bình là khoảng chừng 2.9. Ok, bây giờ mình làm tròn cho nó 3. Rồi nếu mà mình dựa vào hai chỉ số đó mình tính á, thì Việt Nam cần phải tiêm chủng cho ít nhất là 80% dân số để đạt được cái miễn dịch cộng đồng. Cái đó là một cái gọi là chiến dịch nó rất là lớn, phải không? Ngay cả bên Úc này cũng vậy, người ta cũng đang nhắm tới con số đó, nhưng mà Úc thì ít dân hơn Việt Nam mình, nó chỉ có 5-6 triệu thôi. Như vậy thì vấn đề được đặt ra là làm sao kiểm soát dịch về lâu về dài. Mình phải nhìn vào cái chỉ số mà tái sản sinh. Cái cách để mà giảm chỉ số tái sản sinh là các biện pháp y tế công cộng, như giãn cách xã hội, như là gọi là hạn chế tụ tập, gọi là đông người. Hạn chế tụ tập đông người là cái biện pháp y tế công cộng có hiệu quả nhất theo những cái nghiên cứu mà nó đã chỉ ra trước đây, có hiệu quả nhất. Thành ra là song song với tiêm vaccine, tôi nghĩ rằng là các cái biện pháp mà gọi là y tế công cộng như là giãn cách xã hội vẫn còn phải sử dụng về lâu về dài. Và điều đó nó đã xảy ra, tức là những cái ca mà những cái mà đợt mà nhiễm á, mà xảy ra như chúng ta thấy ở Việt Nam mình nói là trước đây là rất là thành công trong việc kiểm soát dịch, nhưng mà đến khi mà cái đợt mới nó xảy ra là nó làm cho mình gọi là lúng túng. Nó không phải chỉ Việt Nam, ở Úc này cũng vậy, như tôi nè, tức là ngày hôm qua tôi mới nói nãy, ngày hôm qua là bắt đầu lockdown ở một phần của thành phố Sydney rồi, và ở nhiều nơi khác nữa. Như vậy nó có vẻ là cái dịch này nó diễn ra cứ hết một cái làn sóng này nó tới làn sóng khác, hết làn sóng này tới làn sóng khác, là bởi vì cái sự tiến hóa và mutation của dịch là cái gì, là đột biến của con virus nó nhanh hơn là cái đột nhanh hơn là cái tốc độ mình làm ra vaccine. Thành ra là trong tương lai á, là tôi nghĩ rằng á, là cái con virus này nó không có đi đâu hết trơn, nó ở lại với mình. Nó cũng giống như là HIV vậy, nó sẽ ở lại với mình. Nó cũng giống như là các cái con mà virus trong cái gia đình mà corona khác, nó cũng ở lại với mình.
có thể rằng đó là nó sẽ không có độc hại như như hôm nay, bởi vì nếu mà nó độc hại nhiều quá thì mai mốt nó sống với ai, thành ra là con virus cũng cần sống, nó cũng cần mình chứ, thành ra là nó cũng giống như là virus khác, đó là tiến hóa tự nhiên. Điều đó có nghĩa là tôi nghĩ rằng CDC ở thành phố Hồ Chí Minh mà nói là sống chung với lũ á, cái đó cũng đúng thôi. Thì tôi thì không có dùng chữ sống chung với lũ, nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình sẽ sống chung với cái bình thường mới, tiếng Anh nó gọi là new normality, bình thường mới, có nghĩa là ngày xưa thì chúng ta có thể là bắt tay rồi ôm nhau rồi này nọ, thì có lẽ là những cái đó, những cái hành vi mà nhỏ nhỏ như vậy trong tương lai chắc là sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Ngày xưa thì chúng ta có thể ra ngồi quán rồi là bù khú với nhau, rồi mỗi người rồi là cách nhau chỉ chừng nữa là 1-2 cm rồi này nọ. Tôi vẫn thường hay làm đó ở Việt Nam mà. Thì chắc có lẽ là trong tương lai nó sẽ không 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 có không mình không còn cơ hội như vậy nữa. Ngày xưa thì coi như là chúng ta vô làm việc thì coi là mình cũng chẳng cần gì, tức là mình chỉ vô làm việc thôi. Nhưng mà ngày hôm nay và trong tương lai khi mà chúng ta vô công sở để làm việc, hay là vô bất cứ một cái cơ quan nào làm việc, thì lúc nào cũng phải có đăng ký, bởi vì người ta phải dùng cái đó để mà người ta tracing á, tức là người ta theo dõi khi mà có một trường hợp nào mà xảy ra, người ta có thể xác định được cái nguồn gốc F1, F0 gì đó theo cách nói của Việt Nam. Thành ra là tất cả những cái mà và ngay cả những cái cách mà chúng ta thiết kế mà xe bus, xe lửa ở bên Úc bây giờ người ta đang suy nghĩ đó nhé, tức là người ta sẽ mai mốt là thiết kế những cái ghế mà trên xe bus, xe lửa sẽ không có gần nhau nữa. Như ngày hôm qua tôi đi trên xe lửa là bây giờ là người ta sẽ nói rằng thay vì cái ghế này ngồi 3 người, bây giờ nó cho ngồi 2 người thôi, thay vì cái ghế này một người ngồi 2 người, bây giờ nó chỉ cho 1 người thôi. Thành ra là những cái mà new, những cái mà bình thường mới đó đó là riết rồi thì chắc là để rồi chúng ta cũng phải quen với nó thôi. Ngay cả đeo khẩu trang cũng vậy, là ở Úc này cũng như là một số các nước mà bên Âu Châu là người ta rất là chống đeo khẩu trang, người ta không có chịu, thậm chí người ta coi, người ta dùng những cái chữ rất là nặng nề cho việc đeo khẩu trang. Thế nhưng mà bây giờ khi mà dịch xảy ra rồi, khi mà người ta vô bệnh viện, khi mà nền kinh tế bị ảnh hưởng, thì bất cứ một cái hành vi nhỏ nào của bất cứ cái thành viên nhỏ nào trong xã hội đều có thể gây ảnh hưởng đến một nền kinh tế rất là lớn. Thành ra là bây giờ mọi người, nhà nước nói, bây giờ anh phải đeo khẩu trang, thì vậy là tất cả chúng tôi đều phải đeo khẩu trang. Thưa ông, trong cuộc sống mà ông gọi là bình thường mới đã có những lo ngại về việc sẽ có những người không may tử vong vì COVID-19 hoặc như việc thiếu ý thức làm lây lan dịch bệnh. Chính sách của nhà nước cần lưu tâm đến những giải pháp nào để khắc phục những vấn đề này ạ? Cái tình hình mà nhiễm á, là một chuyện, thế nhưng mà mình cũng phải gọi là ra chính sách dựa vào cái gọi là ánh sáng khoa học. Ánh sáng khoa học nó nói cho mình biết như thế này, là cứ 100 người mà bị nhiễm á, thì có khoảng chừng 15% là bị nặng. 15% bị nặng, bị nặng ở đây có nghĩa là cần phải nhập viện để mà được điều trị. Và 85% những cái ca nhiễm á, cái này nhiều người không có biết, nhưng mà cái con số thực tế nó là 85% những người mà bị nhiễm á, là họ sẽ tự bình phục sau thời gian mà không đòi hỏi những cái đặc trị. Thành ra cái mà chúng ta quan tâm á, là ở cái 15% đó, thì làm sao, cái câu hỏi được đặt ra là làm sao mình nhận dạng ra những cái người mà có nguy cơ cao khi mà họ bị nhiễm, nếu mà họ đã bị nhiễm. Thì đối với giới dịch tễ học như tụi tôi á, thì tụi tôi có rất nhiều cái mô hình dự báo, mô hình để mà mình nhận dạng ra những cái cá nhân đó có nguy cơ cao đó. Thành ra là, và những cái mà mô hình đó thì nó lại tùy thuộc vào cái bối cảnh ở địa phương. Một cái mô hình ở Úc có thể không thể nào ứng dụng được mô hình ở Việt Nam, bởi vì Việt Nam chúng ta có mật độ dân số cao, cái lối sống của mình nó cũng khác với mấy người ở các xã hội phương Tây. Thành ra là tôi nghĩ rằng cái việc đầu tiên là mình phải đầu tư nhiều hơn nữa cho các cái nghiên cứu dịch tễ học, để mà mình phát triển ra những cái mô hình tính toán, là mô hình dự báo, không cần biết tên là gì đó, rồi nhưng mà cái mục tiêu của nó làm sao để mà mình nhận dạng ra những người có nguy cơ cao. Và khi mà mình đã nhận dạng ra những người có nguy cơ cao rồi, thì mình cần phải có những cái biện pháp mà y tế công cộng để mà can thiệp, và tự họ có thể can thiệp.
Ví dụ như là những cái mà tôi nói là những cái mà hành vi mà theo cái bình thường mới đó, như là khẩu trang, như là hạn chế tụ tập, dân dân diện nhân dân, thì những cái đó thì tôi nghĩ rằng đó là nhà nước có thể làm được. Còn cái chuyện mà hành lang pháp lý thì thú thật là tôi cũng cũng không 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 có rõ mấy, nhưng mà tôi có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm ở bên Úc này. Bên Úc này á, đối với những cái bệnh mà truyền nhiễm như là bệnh mà lao phổi á, là họ coi đó là rất ư là quan trọng, và người ta có cái luật đàng hoàng về những bệnh lao phổi, là những cái người nào không phải chỉ bị lao phổi đâu, mà chỉ cần bị nghi ngờ bị lao phổi thôi, thì cái người đó phải có nghĩa vụ, chứ không phải là chuyện nhiệm vụ, mới có nghĩa vụ là anh phải đến bệnh viện và người ta sẽ điều trị cho anh. Ví dụ anh uống thuốc hoặc uống chất mặt nhân viên này nọ, và nó có cái hành lang pháp lý cho cái nhân viên y tế áp dụng cho những cái bệnh nhân đó nếu mà họ không tuân thủ theo. Thành ra là với một cái quy định mà pháp lý như vậy đó, do đó Úc nó kiểm soát mà bệnh lao phổi cực kỳ tốt, tốt đến nỗi mà nó nói rằng đã là công dân Úc thì không thể nào bị lao phổi. Và đương nhiên là để mà có một cái kết quả như vậy đó, nó đòi hỏi một cái thời gian rất là dài để mà mình làm quen với cái lối sống mới. Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Kính thưa quý vị, làm việc với công ty Nanogen hôm 26 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị công ty và các bộ liên quan báo cáo cụ thể, làm rõ các vấn đề về công nghệ, nguyên liệu, năng lực sản xuất, hiệu quả so sánh với các loại vaccine khác, giá thành sản phẩm vaccine Nanocovax đang được thử nghiệm. Chúng tôi hy vọng rằng dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng công ty Nanogen vẫn sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thiện giai đoạn cuối cùng trước khi ra mắt vaccine Make in Việt Nam, vốn được dư luận rất kỳ vọng hiện nay. Để làm được điều đó, các cơ quan ban ngành, đặc biệt là Bộ Y tế sẽ cần tham gia và hỗ trợ mạnh mẽ cho doanh nghiệp, đặc biệt trong việc tạo ra các cơ chế và hành lang pháp lý thuận lợi, các hỗ trợ chuyên môn và các tư vấn khác phù hợp nhằm thúc đẩy vaccine được đưa vào thí nghiệm hiệu quả nhất có thể. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Nhận định ngày hôm nay. Trước khi theo dõi tiếp chuyên mục Sống Vui Khỏe, mời quý vị theo dõi một đoạn video ngắn chúng tôi tóm tắt ý nghĩa của vaccine ngừa COVID-19. Pfizer, Moderna, Sputnik V là ba loại vaccine được đánh giá hiệu quả cao trên 90%. Trong khi đó, Johnson & Johnson và AstraZeneca lại có chỉ số hiệu quả thấp hơn 72% và 67%. Vậy có thể kết luận những loại vaccine có chỉ số thấp hơn là kém hiệu quả hơn? Hãy tìm hiểu kỹ hơn về mục đích và các thử nghiệm đưa ra đánh giá mức độ hiệu quả của vaccine. Để có được tỷ lệ hiệu quả, vaccine cần trải qua các thử nghiệm quy mô lớn, khi vaccine được thử nghiệm trên 10.000 người và chia họ thành hai nhóm bằng nhau. Một nửa được tiêm vaccine, một nửa được tiêm giả dược, nhưng người tham gia hoàn toàn không biết mình được tiêm loại thuốc nào. Sau đó họ quay lại cuộc sống bình thường và các nhà khoa học theo dõi họ trong vài tháng để nắm bắt và xử lý tình trạng sức khỏe của họ, phòng trường hợp có người nhiễm COVID-19. Giả sử cuối cùng có 100 người dương tính với COVID, thì cách họ phân bố vào hai nhóm được tiêm vaccine và được tiêm giả dược sẽ mang lại kết luận về tỷ lệ hiệu quả của loại vaccine đó. Giả sử số người nhiễm chia đều vào hai nhóm, thì tỷ lệ hiệu quả của vaccine là 0%. Trường hợp 2, số người nhiễm 100% rơi vào nhóm đã được tiêm giả dược, thì tỷ lệ hiệu quả của vaccine là 100%. Trường hợp 3, số người nhiễm 94% rơi vào nhóm được tiêm giả dược, thì tỷ lệ hiệu quả của vaccine là 94%. Do đó, tỷ lệ hiệu quả 94% không phải là cứ 100 người được tiêm vaccine thì có 6 người nhiễm bệnh. Thực tế, con số 94% cho ta biết rằng người được tiêm vaccine có khả năng mắc bệnh thấp hơn người không tiêm là 94%. Bên cạnh đó, những cuộc thử nghiệm còn được thực hiện trong những bối cảnh dịch bệnh diễn biến khác nhau. Các nhà khoa học cho rằng dựa vào những con số này không phải là cách tốt nhất để đánh giá hiệu quả một loại vaccine. Bởi vì đạt miễn dịch hoàn toàn không phải là mục đích chính của vaccine. Vậy, mục đích chính của vaccine là gì? Xét các trường hợp có thể xảy ra khi phơi nhiễm với COVID-19, ta được trường hợp tốt nhất, hoàn toàn miễn nhiễm, trường hợp xấu nhất, tử vong. Giữa hai trường hợp này chúng ta có không có triệu chứng vừa phải, triệu chứng nghiêm trọng, can thiệp y tế. Mục đích của vaccine không phải là giúp con người hoàn toàn miễn nhiễm với virus, mà là đảm bảo tình trạng bệnh không diễn biến xấu nếu mắc bệnh. Quay lại với thử nghiệm, kết quả cho thấy trong các ca nhiễm được tiêm giả dược có xuất hiện người có tình trạng bệnh diễn biến xấu, thậm chí là tử vong. Có những người được tiêm vaccine thì không cần can thiệp y tế, tình trạng bệnh kiểm soát được.
Xét về khả năng kiểm soát tình trạng bệnh thì tất cả các loại vaccine đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đó là mang lại miễn dịch cộng đồng.